ngày hôm nay mình sẽ reaction MV Lạc giữa Nhân Giang của Ngô Kính Huy. Không biết là có bạn nào nghe bài này chưa? Thực ra là mình cũng chưa nghe bài này, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái hình thumbnail rất là đẹp. Mình rất bị ấn tượng bởi vì cái hình thumbnail và thực tế các bạn ạ. Thumbnail và thực tế nó kiểu gọi là rất là khác biệt với nhau luôn. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ xem được cái video này như thế nào. Thì trước khi mà mình reaction cái video này thì mình muốn nói đó là thực sự đó là mình cảm thấy không biết là tại sao Ngô Kiến Huy cái teaser này nó kiểu bị cháy xệ, kiểu gọi là mình ok mà cái hình này thôi, không hiểu tại sao gọi là cái tại sao mặt Ngô Kiến Huy lại bị cháy xệ như vậy luôn á. Có một số người gọi là khá là giống với Sơn Tùng, có một số người bảo rất là giống với lại Lạc Trôi của Sơn Tùng, thì cũng là giống Sơn Tùng, nhưng mà kiểu tại vì theo mình biết thôi thì cái tóc bạc này nó rất là kén người. Cái tóc này nó rất là kén người luôn, kiểu gọi là mặt phải nhọn ấy, mặt phải nhọn thì mang nó mới đẹp được. Thì ok, mình không hiểu tại sao Ngô Kiến Huy lại chọn cái hình ảnh này, nhưng mà chắc là mình phải xem video mình mới biết được. Nhìn sơ qua về cái hình này thì có thể là lạc giữa, nhưng cũng có chữ lạc luôn, thậm chí cũng có chữ lạc luôn á, thì cái chữ gì quên giữa nhân gian cái gì đó, tôi cũng phải có chữ lạc làm gì. Ok, thì bây giờ mình sẽ nghe video này, reaction video này. Cũng có thể đó là một phần gọi là chiêu trò người ta muốn như thế rồi. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà các bạn. Ok, mới vô. Wow, đây là một hình ảnh, nói chung là một hình ảnh rất là phong trần đến từ anh Ngô Kiến Huy. Cái tóc hơi giả chút, chắc giống, chắc xài cái tóc giống tôi đang xài quá. Ok. Ủa? Gì ta? Thấy sai rồi đó nha.